Anh Dũng nè, không biết có bao giờ anh ngắm nhìn và trò chuyện với lại chim muôn hoa lá xung quanh mình không? Cuộc sống bây giờ thì chúng ta rất là vội vã mà đôi khi chúng ta quên đi những cái vẻ đẹp xung quanh. Tại sao anh Ngọc tự nhiên lãng mạn bất thường vậy? Anh Dũng không thấy hả? Những ngày cuối năm đã đến, se se lạnh thì nhìn xung quanh mọi thứ cái gì cũng thấy là dễ thương hết. Và Thanh Ngọc thấy mang mát đâu đó có chút gì nhung nhớ nữa. Vậy thì bây giờ anh sẽ tặng cho Ngọc cũng như tặng cho quý vị một ca khúc mà rất hợp với tâm trạng của mọi người bây giờ. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Quý vị, ca khúc vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, cũng chính là khách mời của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào nhạc sĩ Dương Thụ ạ. Chào bạn. Dạ, cho phép Thanh Ngọc cũng như là Hồ Trung Dũng được gọi nhạc sĩ bằng chú cho nó thân mật được không ạ? Vâng. Dạ, theo như Thanh Ngọc được biết thì chú Dương Thụ rất là thích một cuộc sống lặng lẽ. Thế nhưng từ trước khi đêm nhạc Dương Thụ, những câu chuyện kể của tôi được diễn ra cho đến nay thì dường như cuộc sống lặng lẽ của chú đã bị giới truyền thông đánh cắp rồi đúng không ạ? Không phải đánh cắp cái gì đâu. Chẳng qua là các bạn, bởi vì trước chương trình các bạn muốn thông tin chương trình nên hỏi hơi nhiều. Nhưng mà có lẽ là điều đó cũng tốt cho một cái chương trình. Thế nên tôi nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Còn sống lặng lẽ thì cũng có lúc, chứ cũng không phải lúc nào tôi cũng lặng lẽ đâu. Chú có từng nói là nơi tôi ở gần 20 năm nay, tôi chưa bao giờ thấy ai nghe hoặc là tỏ ra thích nhạc của tôi cả. Vậy thì sau cái đêm nhạc vừa rồi của chú thì chú có thay đổi suy nghĩ vừa rồi không ạ? Tất nhiên là ở nhà hát lớn có 500 chỗ ngồi mà vé mời thì cũng nhiều. Có những cái vé thì do bạn bè mời thì chắc là tốt, nhưng có vé bị mời. Cho nên không biết là những cái người ấy họ có thích nhạc mình hay không. Nên có hai buổi có độ 1000 người thì không đánh giá được. Thế nhưng mà tôi thì tôi, cái này mình phải biết, sống phải biết. Mình không nên nghĩ quá về những cái của mình. Tôi thường tôi nói cái thiếu tự tin thì các bạn có thể không tin, nhưng tôi nghĩ rằng đúng là tôi, thực ra thì tôi ít người thích nhạc của tôi thật. Và những cái người hâm mộ đôi khi họ cứ nhầm lẫn cái này, nói các bạn đừng có cười. Ví dụ hôm ở nhà lớn ấy, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đi xem một cái chương trình nhạc thính phòng. Tôi thấy có hai bạn trẻ ngồi đằng sau, lúc giờ giải lao họ cứ nhìn và họ cứ đứng, hình như ông muốn hỏi cái gì. Thế tôi mới quay lại hỏi, thế thì các bạn, hình như là các bạn muốn hỏi cái gì. Thế các bạn ấy vui lắm, bảo là chú có phải là nhạc sĩ không? Tôi bảo cũng có thể. Thế nhưng tôi nghĩ là chắc cô này thể nào cũng nhầm với ai, bởi vì tôi bị nhầm nhiều lần lắm rồi. Thế bảo thế thì cháu nghĩ chú là ai? Ôi, còn lại thì chú là Thanh Tùng chứ còn gì nữa. Thế rồi tôi về Hà Nội, anh bạn tôi ngày xưa cùng học piano ở trường cụ Lưu Quang Duyệt ấy, anh ấy nói mà báo tin cho cậu là cái đĩa Nghe Mưa của các cậu là ra là các bạn trẻ mua nhiều lắm, nhưng con tớ mà nó cứ đến bài cậu nó cho quà. Cái đêm diễn vừa rồi thì tôi thấy là những người đến thì tôi nghĩ là nếu chỉ có độ trong hơn 500 người cùng đêm chỉ độ một nửa mà thích bài mình thật thì là hạnh phúc lắm rồi. Quay trở lại với những sáng tác đầu tiên của chú, đó là bài Nhớ Làng Xưa được phát sóng trên đài Tiếng Nói Việt Nam năm 1962. Thế nhưng mãi cho đến những năm 90 thì các sáng tác của chú mới đến được gần với công chúng và được mến mộ cho đến tận bây giờ. Chú có thấy là cái khoảng thời gian này nó khá dài không ạ? Cái bài Nhớ Làng Xưa không phải là bài đầu tiên. Bài tôi viết khoảng độ năm 1962. Còn tôi viết nhạc sớm lắm, thì hồi tôi là sinh viên văn, thì tôi về nghiên cứu về âm nhạc, về dân ca Tây Nguyên, về cái làng người Tây Nguyên ở Hòa Bình. Thế và tôi nghe họ kể chuyện, thì tự nhiên tôi nhập cái vai đó, bởi vì tôi cũng giống như họ, mình vẫn thương nhớ một cái chỗ mà mình muốn về ở đó, một cái chỗ mà nó hay lắm, mà mình phải xa rời nó trong cuộc đời mình.
cho nên tôi viết cái bài đó. Và ở đây thì chị Kim Nhớ hay chị Hờ Ben ấy, cũng chỉ là ví dụ như là mình hát ấy thôi, họ xin. Thế tôi nghĩ chỉ là bình thường chứ tôi có không gửi ra phát thanh đâu. Mình viết nhạc giống như ngồi viết nhật ký mà, ai mà mang cái ra đi phổ biến cho người khác bao giờ. Mình không đủ tự tin để làm cái đó. Còn về sau là nên là do có lịch sử nó cũng nhiều cái ngẫu nhiên. Ví dụ như là người ta cũng đồn đại trong giới thôi, thì bảo ông Thụ cũng biết nhiều lắm. Thế thì cô Lệ Quyên có tìm đến nhà riêng, có xin bài và cô muốn hát. Thế từ cô Lệ Quyên nó mới đẻ ra cái bài Tiếng Sóng, biết về hơi thở mùa xuân gì đó, thì người ta biết đến tôi. Theo cháu được biết là con đường công việc của chú cũng rất là kỳ lạ. Chú được sinh ra ở Hà Nội, rồi tốt nghiệp khoa văn của trường học sư phạm, rồi đi dạy ở Tuyên Quang, học ở Nhạc viện Hà Nội gian dở, rồi lại đi dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì cuối cùng chú cảm giác rằng là mình có duyên với nghề dạy nhiều hơn nghề nhạc sĩ không ạ? Cái này tôi phải nói rõ, ngay cả những người đã là học trò của tôi, bây giờ canh các chị cũng 60 rồi, và nhiều anh chị đã về hưu rồi, về hưu. Các anh chị vẫn nghĩ là thầy Thụ hay thật. Chứ mình không có bao giờ thầy tự nhiên thầy thành nhạc sĩ. Người ta rất là ngạc nhiên. Và họ tự hào, ví dụ như gọi điện thoại tôi bảo chúng em tự hào thầy. Và thầy, ngày xưa thầy chỉ dạy văn, nhưng bây giờ thầy thành nhạc sĩ nổi tiếng, tôi cứ cười bởi vì này. Tôi thực ra mà, tôi không có giấc mơ làm nhạc sĩ nữa. Tôi không giống như các bạn trẻ giờ là có mục đích rõ rệt là phải thành thế này kia, tôi không có đâu. Tôi chỉ sống theo cái tôi thích. Tôi thích nhạc lắm, thích nhạc từ thuở bé, thích vô cùng. Ông anh tôi là một người chơi guitar Espanol và hát rất hay. Thời những năm 54, tất nhiên ông toàn hát nhạc đoàn chuẩn cái thứ rồi. Thì ông hát hay lắm. Thế thì mỗi lần ông đi, ông để lại cái đàn ở nhà thì tôi cứ lấy trộm ra, không phải để đánh gam, để đối tôi không, cái không quan trọng. Tôi sờ cái đàn, tôi vuốt vẹ dây, tôi gạt cái cần để tôi võ võ thùng đàn, tôi nghe cái âm thanh đó. Vì tôi rất yêu âm nhạc theo kiểu, không phải là bài hát, mà âm nhạc tức là cái nhạc âm của, cái âm thanh của đời sống, làm mình rung động. Tiếng tre nó kéo kẹt, tiếng chim hót, tất cả những thứ, tức là mình yêu thật sự cái đó. Thế và âm nhạc nó lại cô đọng tất cả những cái đó thành, nó định lại thành nốt, thành những giai điệu, thành hòa thanh. Nghe nó đẹp đẽ lắm. Tôi say mê nghệ thuật cho nên rồi tôi vào tôi đọc sách, chiết rồi các thứ vân vân. Thế thì nó hình thành nên tôi một cái con người mà bạn biết nó là nền tảng để sau này tôi làm mà tôi không hiểu được. Tôi không chuẩn bị để làm nghệ thuật. Tôi không chuẩn bị thành nhạc sĩ, nhưng cái chuẩn bị để tôi trở thành một con người ấy là do một cái gọi là người ta gọi là thiên tính. Những cái, một cái tự nhiên. Tự nhiên mà cái tự nhiên quan trọng nhất. Chứ nếu gia đình bảo là con phải đi học nhạc thì mình đi nghe theo lời người khác chưa chắc. Nhưng đây là không ai muốn cho mình làm một cái gì, nhưng mình lại cứ lao vào và mình bất chấp tất. Thì tự nhiên là tôi giống như tờ giấy thấm, tất cả thứ nó rơi, bất cứ một cái giọt nước rơi nó hút hết. Tôi thi vào trường nhạc là khi tôi gặp được anh Nguyễn Sinh. Sau này anh ấy là viện trưởng viện nhạc. Anh ấy phát hiện ra tôi và anh bảo là Thụ phải đi vào con đường sáng tác, phải vào học trường nhạc. Vậy thì mình phải thi vào trường nhạc. Cho nên các bạn hiểu là tôi là muốn vào trường nhạc, muốn đi học nhạc, chứ không phải là đi dạy. Nghe ca từ trong các ca khúc của chú Dương Thụ thì có bài Bay Vào Ngày Xanh, Con Chim Nghiêng Nghiêng Trong Nắng, Vỗ Cánh Bay Vào Ngày Trời Xanh Thắm, Trưa Nay Bao Nhiêu Mây Trắng Đã Trôi Trên Bầu Trời Trong Sáng, hay là bài Tháng Tư Về thì có Tháng Tư Về Gió Hát Mùa Hè, Có Những Chân Trời Xanh Thế, Mây Xa Vời Nắng Xa Vời, Con Sông Xưa Lững Lờ Trôi. Nếu như mà không nghe nhạc thì có ai nói đây là một lời của bài thơ không ạ? Tôi thực ra là tôi không làm thơ. Và đến độ khoảng gần 20 năm nay tôi không đọc được thơ. Mà tôi đọc thơ là tôi không thích. Thực ra đây là những lời rất là giản dị. Ban nãy tôi phải chữa cho bạn một cái chữ là con chim nghiêng nghiêng trong nắng, vỗ cánh bay vào ngày xanh thắm. Bay vào ngày khác mà bay vào trời xanh thắm, trời xanh thắm là mình tả thôi. Bay vào một cái ngày, mình thấy ngày nó rất là xanh thắm. Thì lúc ấy từ một cái không gian thật, nó là không gian ảo. Từ nó làm cái gì bình thường, thì nó, tức là một cái không gian thì nó lại có tính thời gian. Đối với tôi hay nghĩ đến cái gì rất là rộng. Tôi mê những cái đó, biển chẳng hạn, một cái bầu trời rất là rộng. Nó thanh thang, mình thấy thích lắm, mình thấy thích lắm. Và vì thế nó dẫn mình đến, mình ngước nhìn nó, tức là mình đối diện với nó.
khi đối diện với nó, mình thấy cuộc đời, mình thấy cái gì rất là rộng và con người mình thì bé. Cho nên là mình càng thấy ở đó một cái ý nghĩa nó lớn. Chứ chúng ta thấy chúng ta to quá thì trời nó bé đi. Mà chúng ta thấy chúng ta nhỏ đi thì biển và trời nó rộng lên. Cuộc đời cũng thế. Nếu chúng ta thấy chúng ta lớn thì người xung quanh bé. Mà chúng ta bé thì người xung quanh sẽ lớn lên. Và vì thế chúng ta được nhìn cái cuộc sống ở một con mắt khác. Vậy thì có phải cái sự lãng mạn trong những lời mà chú viết ra đó, nó là do những cái nỗi đau, do những cái gì nó buồn hơn như thế rất nhiều, cho nên chú mới viết được những cái lời mà phải là làm sao có thể lãng mạn được đến như vậy? Thế thì chữ lãng mạn theo cái nghĩa của bạn thì có thể là đúng, nhưng mà không theo nghĩa chung thì chắc là không đúng. Tôi không phải là người lãng mạn. Lãng mạn là cái gì nó bay bổng, nó vượt lên những cái bình thường, đúng không? Tôi nằm trong cái bình thường. Tôi sống với cái bình thường bằng tất cả cái vẻ đẹp thực của nó. Chứ không sống bằng những cái... Ví dụ, đối với tôi không bao giờ là có một cái vai gọi là bờ vai hay là môi mềm tóc xõa, đối với tôi là không có. Tóc là tóc, môi là môi. Bạn hiểu, tôi không có văn chương hóa những cái đó. Cho nên là tôi không coi lãng mạn. Lãng mạn thường các bạn thấy ở nhạc tiền chiến, ở các nhạc sĩ lãng mạn, hậu lãng mạn cỡ như anh Trịnh Công Sơn, rất là đẹp, tuyệt đẹp luôn. Tôi thì không vậy. Tôi thì nhưng mà bảo không lãng, nói lãng mạn như bạn thì đúng. Tức là vì mình trong cái bình thường ấy, mình nhìn ra được cái đẹp. Đấy. Ví dụ như là cái bài Đánh Thức Tầm Xuân thì một thời thì cũng thấy cũng tôi có người hát, và cô Thanh Lam thì cô thích cái bài đó, cô hát bài đó. Thì bài Đánh Thức Tầm Xuân lời nên này là một ngày nắng, một ngày xanh nắng, đóa tầm xuân ngủ trong im lặng. Thế thì tại sao lại tôi gieo lên là một ngày nắng? Tất nhiên tôi hát lên thì nó kỳ cục. Thì các bạn nghe hát rồi. Tại sao? Bởi vì này, bao nhiêu ngày mình mở cửa ra, mình cũng thấy nắng đấy, chả bao giờ mình gieo lên cả. Nhưng bỗng một hôm, hồi tôi Đà Lạt, tôi mở cửa tự nhiên tôi thấy, tôi phải kêu lên là một ngày nắng, một ngày xanh nắng. Thì mình thấy hoa tầm xuân là, các bạn biết ở Đà Lạt những cái tầm xuân nó cứ thành bờ rào á. Mà dây leo mà thì nhiều xương, nó động lại mà nó chưa mở. Bởi vì đêm thì nó khép lại mà. Ấy thì nó mới mở ra, lúc nắng mở ra. Thì mình cuống lên, bảo ngày đẹp thế này, đó tầm xuân, hãy nở ra để mà đón nhận cái đẹp đấy. Tức là đấy là mình thế. Yeah. Muốn mình mãi thì giống như cái đá tầm xuân. Yeah. Và muốn như thế như là đồng nội thôi, đúng không? Và luôn luôn rực rỡ trong cái ánh nắng mặt trời như cái hôm nay. Và muốn một ngày là này, đêm tối là quên, không trở lại. Nó chỉ có sáng thôi, nó quên, đêm nó không... Tối quên, không trở lại. Chim hót không ngừng lời, tức là nó cứ hót hoài. Thế thì mình muốn cái đó. Và không có câu chuyện gì cả. Mà câu chuyện chỉ xảy ra đúng cái ngày hôm ấy. Hôm sau mình mở cửa chả thấy gì. Yeah. Thế cho nên là tôi nói các bạn này. Cái lãng mạn là chính là cái đó. Tức là có một phút nào đó, tự nhiên, chúng ta nhìn ra trong một cái gì bình thường nhất, một cái vẻ đẹp mà cả đời ta có khi có lúc ấy ta mới kiếm ra được. Ngày xanh ơi, ngày xanh ơi, mây trắng quên bay về trời, chim hót quên không ngừng lời, cơn gió quên không ngừng thổi, đêm tối quên không trở lại, mãi mãi tình yêu của tôi. À, Thanh Ngọc được biết là ngoài viết nhạc thì chú còn viết báo nữa. Và ngày hôm nay thì chương trình có cuốn sách của chú là Cà Phê Mưa. Đây là tập hợp những bài báo mà nhạc sĩ Dương Thụ đã viết và phần tản văn. Có phải là những cảm xúc mà nhạc sĩ không thể diễn tả trong âm nhạc thì chú lại viết hết trong cái cuốn sách không ạ? Cái này là nhạc và văn là hai cái chuyện khác nhau. Âm nhạc nó cô đọng và chúng ta thấy âm nhạc nó trừu tượng hơn. Cái này là viết cái phần mà âm nhạc không nói được. Âm nhạc nói được rất là nhiều. Còn cái này là phần khác. Cái này cũng giống nhạc thôi. Thay vì mình viết bài hát, ví dụ tôi có thể viết về một cái ngày mưa, tôi có thể viết một cái chuyện đi uống cà phê với ông Dương Tường. Thay vì mình hát anh Dương Tường ơi em uống cà phê với anh thích lắm, thì mình viết một bài nhìn thấy ông ấy là mê cà phê mà tự nhiên bây giờ ông lại gọi cam bắt không đường, mình bảo thôi thế thì hết rồi, cà phê thế là hết rồi, một thời đại cà phê đi qua người vậy. Yêu cà phê nhất, đối với tôi viết sách hay viết nhạc giống nhau hết. Nhưng mà viết sách khác một điều là viết nhạc thì tự, còn viết sách thì không tự. Bạn bè họ đặt và họ khôn lắm, tức là
khi đăng xong thì họ cũng có nịnh mấy câu cho nó thích, mà tôi thì là người mà ai thế, người ta nói mà ông viết hay lắm thì mình cũng phải thích chứ, làm sao mà mình lại không thích được. Thế tiền nhuận bút là rất là tốt, cho nên mình thấy mình có cái gì nó hơi thỏa mãn. Ở Hà Nội thì chú có chơi thân với lại ba nhạc sĩ rất nổi tiếng, đó là nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Phó Đức Phương và nhạc sĩ Nguyễn Cường. Và với ba người bạn thân này thì chú đều đặt biệt danh cho họ. Ví dụ như là sĩ Phó Đức Phương thì chú đặt là Phương Gàn. Nhạc sĩ Nguyễn Cường thì chú gọi là Cường Cuồng Nhiệt. Còn nhạc sĩ Trần Tiến thì chú gọi là Tiến Bụi. Nếu mà chú tự đặt cho mình một biệt danh thì chú sẽ gọi chú là gì ạ? Tôi không tự đặt cho mình biệt danh, bởi vì tôi không có được những cái thứ như của các anh ấy. Biệt danh là cái gì nó độc đáo. Các bạn cứ nhìn tôi, các bạn không thể thấy tôi độc đáo được. Cái rất là khó. Cũng như là tôi đi máy bay hay đi trên xe lửa mà những người ngồi cạnh đôi khi họ hỏi, họ đều nói sai hết về nghề. Mấy năm trước tôi khỏe mạnh lắm, bởi vì thì họ nghĩ là tôi làm huấn luyện viên. Thế đôi khi mình ăn mặc tử tế, đeo kính ngồi trên máy bay, họ nghĩ mình là doanh nhân. Ví dụ có cô ngồi cạnh, nó bảo trông anh quen lắm nhỉ. Thế bảo thế thì sao lại quen, mà em đoán ngay cái nghề của anh, bảo thế nghề gì, bảo có phải anh bán thuốc tây không. Bởi vì này, cô mới kể là ông anh ruột cô hơi giống tôi, đeo kính bán thuốc tây trên cái hình ảnh người dược sĩ mà có vẻ rất giống tôi, cho nên là xin lỗi là khó lắm, không đặt tên là gì. Thực ra cảm nhận của cháu là dù chú nói rằng là chú không có chọn lựa con đường giảng dạy là con đường của mình muốn đi, nhưng mà đến giờ phút này thì mọi người vẫn thấy trong chú có một chút gì đó vẫn có tính chất sư phạm ở trong đó khi chú nói chuyện vân vân, và đó là một điều mà cháu đối với cháu cảm thấy rất là đáng quý và trân trọng. Còn đối với khán giả, cháu tin rằng là bất cứ ai nghe nhạc của chú thì chắc chắn là cũng tìm theo điểm rất độc đáo riêng, chứ không phải như chú nói rằng là không có gì độc, không có gì lạ để mọi người có thể nói được cả. Chú có từng có chia sẻ là chú đã ở thành phố Hồ Chí Minh 35 năm. Vậy thì không biết là thành phố này có ý nghĩa như thế nào đối với chú ạ? Cái câu hỏi này tôi ít được hỏi, vì người ta không nghĩ tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế mà khi có người biết thì người ta hỏi, người ta ngạc nhiên và sao lại ông Hà Nội thế này, thì ông ở trong này nó dính dáng gì đến ông không? Là tôi là sản phẩm của cái nơi có mùa đông, tức là miền Bắc, đúng không ạ? Với tính cách, với giọng nói, với suy nghĩ, mình không từ bỏ được cái gốc của mình. Mình không nên nói rằng là mình lại đi, mình khoác cái áo khác. Nhưng ở một nơi tới 35 năm thì chính là làm cái nơi mình sống nhiều nhất. Sống hơn tất cả những cái nơi mà mình đã sống qua. 35 năm trước chia ra là nhiều nơi, nhưng 35 năm nay chỉ có một nơi. Thứ hai nữa, bạn phải hiểu là 35 năm tôi sống thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thành tôi bây giờ. Cái chuẩn bị để thành tôi là ở ngoài Bắc, nhưng để thành tôi là bây giờ không có môi trường này, không có tất cả những cái gì mà tôi sống thì không có Dương Thụ, không có cái âm nhạc ấy. Và thật sự một lần nữa, Thanh Ngọc cũng như là Hồ Trung Dũng xin được rất cảm ơn chú vì đã nhận lời tham gia chương trình thành phố hôm nay, và xin được mến chúc chú luôn luôn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn và cảm ơn khán giả.